Dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ đối mặt với thực trạng khoảng 12 triệu người cao tuổi không có lương hưu. Đây là nhận định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đưa ra mới đây khi trao đổi với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chiến lược an sinh xã hội tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Cũng theo ILO, hiện nay Việt Nam mới có khoảng 16,5 triệu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tức chỉ 33% trong tổng số lực lượng lao động. Với tốc độ già hóa dân số hiện nay, nếu không nỗ lực phủ bảo hiểm, đến năm 2030, Việt Nam sẽ đối mặt vấn đề quan ngại khi có 12 triệu người cao tuổi không có lương hưu. Đó sẽ là gánh nặng xã hội, gánh nặng chính sách an sinh rất lớn. Do đó, ILO khuyến nghị từ nay đến năm 2045, Việt Nam cần tăng mức chi cho an sinh xã hội lên mức 8% GDP. Ngoài ra, cần tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng cách nâng mức hưởng thỏa đáng, đơn giản hóa điều kiện hưởng chế độ, đưa ra nhóm hợp đồng đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc